căn chuyển nhượng nhà xưởng 2.363 m², tại Lấp Giò, Đồng Tháp. Hùng mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Nhà Đất Đồng Tháp. Hùng chuyên nhận quay quảng cáo bán nhà đất ở khu vực Đồng Tháp. Thì hôm nay Hùng đang có mặt trên địa bàn xã Long Hưng, Lấp Giò, Đồng Tháp. Hùng đến đây để quay bán một tài sản, đó là nhà xưởng rộng và có nhà kho, văn phòng. Xin mời cô chú anh chị mình cùng xem. Đây là hiện trạng ở cái sân phía trước của nhà xưởng nè cô chú anh chị. Nhà xưởng này nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ DT852. Đường rộng, xe lớn lưu thông rất là dễ dàng luôn. Hiện trạng á thì trên đất, đất có chiều ngang á là 20m72, dài sâu vô trong á là 104m, nở hậu 25m72 ở phía sau. Tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 2.363 m², trong đó có 2.073 m² loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Nhà xưởng thì còn mới và đẹp và đã được cập nhật hoàn công trên sổ hồi tháng 2 năm 2024. Cho tới đây là 6 tháng. Nhà xưởng gồm có là văn phòng, diện tích là 279,5 m². Nhà xưởng 989 m², nhà kho 115 m². Văn phòng gồm có phòng làm việc, phòng khách, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Còn nền móng nhà xưởng á, được làm là bê tông cốt thép. Kết cấu nhà xưởng là khung thép, mái tôn, điện nước đầy đủ. Nền và xăng của cái nhà xưởng này á, là được bê tông cốt thép dày dặn. Xe chở hàng hóa vào đến thẳng xưởng luôn. Cô chú anh chị hay cá nhân hay công ty mà muốn mở rộng nhà xưởng sản xuất kinh doanh thì có nhu cầu tìm một cái nhà xưởng sẵn thì đây là một nhà xưởng đáng để cô chú anh chị mình tham khảo. Vì để mà xây dựng hoàn thiện một cái nhà xưởng rộng đẹp như thế này á thì tốn rất là nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng hoàn thành. Tốn thời gian thứ nhất là đi tới đi lui coi ngó rồi xin các giấy tờ thủ tục liên quan. Rất là tốn rất là nhiều thời gian và tâm huyết vào cái trong cái nhà xưởng này thưa cô chú anh chị. Thì vị trí cái nhà xưởng này á là nằm trên cái trục đường tỉnh lộ DT852. Đường rộng rãi, xe tải lớn, xe công lưu thông dễ dàng. Thì từ cái chỗ vị trí nhà xưởng này á đi đến ủy ban trường học là 700m. Cách chợ là 1 cây 2. Nhà xưởng gần chợ, trường học thì giúp cho các chị em dân phòng, công nhân thuận tiện đến ở và làm việc gắn bó lâu dài. Cách từ nhà xưởng mình là cách cái quốc lộ 80 chỉ có là 1 cây 4, rất là gần luôn, giúp kết nối vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh thành phố như là Cao Lãnh, Cần Thơ, Sa Đéc, Vĩnh Long, Long Xuyên, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khác. Về pháp lý á, là sổ hồng riêng chính chủ có đầy đủ. Là lúc trước á, chủ dự định xây dựng cái nhà xưởng này nhằm mục đích á, là kinh doanh. Nhưng là do nguồn vốn hạn chế nên cần tiền, chủ đành bán lại cái nhà xưởng này và đất với giá là 19.500 tỷ. Giá có thương lượng thưa cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhà đầu tư nào quan tâm thì vui lòng liên hệ Hùng 0902645060 hoặc 0846101919. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem và theo dõi kênh Nhà Đất Đồng Tháp. Cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Tháp miễn phí để biết đâu cô chú anh chị mình lựa chọn được một cái miếng đất ưng ý hoặc một cái căn nhà hợp lý. Xin chào và xin chúc cô chú anh chị mình sức khỏe và thành công.